chàng trao thề chẳng xa nhau thủy chung trọn đời. Đã hứa là tâm chẳng bồi dông, dù gươm đao báo dông đưa vào, cách mà đào quân tứ bên giao à. Thủy ngô giang sinh. Kiến cung chủ giọng phủ bát tình cung chủ đồ phản phúc cung chủ vì nhà ngươi nào nài thân nữ nhi. Mong công chúa hiểu cho lời xin, khắc tim yêu qua nương từ lâu. Phải xa nhau chung thân quan ra câu thề cùng núi sông vì hòa cùng chúng sanh tồn hai mi nát thầy cung chủ hòa thủy ngô chạy mà. Kiếp trốn thoát nơi chia tình lứa đôi, cũng bởi ai si mê tâm điên hận khổ vô hồi. Thương Thủy Ngô thế cũng thêm mang vào thai là bào. Theo cùng huynh nếu mưu sinh chờ đón chúng ta đăng trình thì mau. Giáng sinh hỏi như có chết chung cho tròn tóc tờ, quyết chí mang quân viên ban đầu quá mong chờ. Khi người ta những tâm ta nên tìm chung ta mờ bền duyên thủy chung bị di cung. Thủy Ngô hãy theo huynh rủi chung. Thủy Ngô
thiên thần Nam Nghi. Nhìn trẻ khờ vui sướng siết kỳ, nét xinh tươi thanh tú ai bì, ngày sau con can đảm gan lì. Giống cha hiền rạng danh gió lắm, đức nhân cao sáng soi ngàn năm. Giống mẹ thương dội trao nghĩa tâm, đôi thương yêu xóa tan hơn trăm. Con hỡi con, nam tử mi dài môi son, sau này quý vũ núi non sẽ đảo điên hồng phân trang đài, tranh nhau chim ngự anh tài. Nếu giống vàng e sợ chẳng ai, nỗi cơn ghen sẽ dương hòa tay. Phải chọn người hòa duyên trúc mai, cả hai tay xây ngay đời trai. Giang sinh, huynh để cho con ngủ, cứ chọc hoài à, nó nhõng nhẽo cho mà xem. Nó nhõng nhẽo thì huynh dỗ, chớ mắt mũi dỗ đâu mà than trách. Giang huynh ơi, bao giờ chúng ta lên đường? Tìm nơi lấn chân, hiểm nguy kề bên, lòng ghen dân sống sẽ không hề quên. Ngồi yên tâm có huynh, số ta sẽ không vùi chôn bế dâu dâm dồn. Quý hùng dạ, cần lo y trang thoát thân, đừng sanh quảng du hiểm nguy. Mưa xe người nên xét xem, chúng ta dời chân. Thôi lo cho chú cùng nhau hơn thân hiểm nguy. Bản đồ kho tàng Nam Thiên ngu muội, để ta nhờ trao nghĩa huynh là xong. Nếu nhân nào tha, nếu buông lời ra, nàng an tâm. Để đó cho ta, ngươi hãy vào trong lo hành lý. Dạ. Huynh có ăn thêm cháo không? Để muội đi lấy. Giang huynh, sao huynh có vẻ u buồn suy nghĩ vẩn vơ? Qua muội, huynh có linh cảm chúng mình không yên ổn, khó thoát dòng nguy khốn của di qua. Chuyện tử sanh là thường sự với hai ta, nhưng hai con còn nhỏ, huynh lo sợ sẽ chan hòa máu lệ. À, phải chi giờ này ta gặp được Đông Phiên. Đông Phiên đại huynh đang trên đường hành hiệp, không thể nào về kịp để cứu nguy. Hay là huynh đừng bệnh rịnh nghĩ suy, mà hãy cùng cung chủ Di Hoa tròn tơ tóc, vì sinh mạng của con muội cô dặn tiếng khóc. Mẫu tử sẽ âm thầm đơn độc ra d
dù phải gian nan trên dạng nẻo phong trần, miễn sao trẻ an nhàn tâm thân, sống vui trong cảnh bạc phần. Giáng sinh phải nào bất nghĩa vô nhân, chinh khí rạng ngời diện đạo thâm ân, cao sang phu quy chẳng cần. Sao mũi lại thốt lời rẻ phân? Cung chủ đã yêu huynh tha thiết chân thành, hành động dứt dành cho thỏa mộng cuồng si, võ công ai dám so bì. Mũi sợ chúng mình lắm mũi, dù phải chết đi phu thế đành chịu, bận bịu làm chi cuộc sống đau buồn. Hai trẻ sẽ theo ta như nước về nguồn, mỗi chuyện được vuông tròn vào hư vô. Dạ thưa Giang thiếu hiệp, có người tìm. Ai tìm tôi? Quy gia hộ sứ Di Hoa Cung xin mừng tả sứ và Giang thiếu hiệp. Quy gia hộ sứ chính tôi, phiền hai vị ráng chờ, cung chủ sắp đến. Phiền gia nhân trao vật này cho đóng phiên đại hiệp nghĩa huynh tôi, đi mau. Xin dân, hai vị hãy bảo trọng lấy thân. Cung chủ đến. Gieo cừ quan chính người sai lầm. Cung chủ, cung chủ Thủy Ngô, mi phải chết. Cung chủ, nếu phải so ghen hờn, xin cung chủ hãy giết tôi cho cay đắng ở đôi môi, không đưa về hiền phố. Để gì qua tan hận thù xưa cũ, thì lối mòn không rủ cánh thiên hương, buồn phu một tâm hồn. Con tôi tuổi thần tiên cần phải được sinh tồn, như hoàng hôn giờ có dần trắng sáng, như đêm tối mịt mờ chờ đợi an bình. Xem như cõi đời này không có một giáng sinh, chẳng lưu luyến ân tình của ba người cùng chung cảnh. Thủy Ngô hãy nuôi con trong âm thầm cô quạnh, đừng nghĩ chuyện cù quan, đừng nặng gánh căm hờn. Cung chủ, cung chủ hãy giết
mình bà đau khổ, từng đêm lệ đổ âm thầm trong cánh ngô trái ngang. Nếu cung chủ hứa tha chàng tồn tại ở thế gian, qua thủy ngô đổi ơn vàng giữa nơi này sinh tử sự, con trẻ phải bình an không dướng vào nan dữ. Giang sinh hỡi đừng nên lưu luyến chữ ân tình, ta dặn tất chỉ trời quyết thể để làm tin, đòi nở máu ân tình với hai người phản bội. Quyết nhục của nhà ngươi ngây thơ vô tội, cần phải được sanh tồn dù trôi núi phiêu linh. Tạ ơn cung chủ. Sao kỳ lạ thế này Giang Quân? Tùy Ngô, Tùy Ngô, Giang Quân, trời, sao thế này? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nguy hồn. Đành thôi. Tùy Ngô ơi, mong thảm thương con thơ, dương trần tôi cũng ai dương chung mồ giang sinh. Thủy Ngô vui thỏa tình, chỉ thương con quanh con ơi. Cha mong trẻ thoát qua nàng tay, nghĩa huynh ơi, ở đâu nào hay? Hỡi Giang Sinh, bẩm cung chủ, hai người đã trúng độc chết hết rồi. Chết, chết, không, không thể như thế được. Vì qua cung chủ phải trả thù sâu, Giang Sinh ơi không thể bỏ dương gian. Tài ta giết mới nuôi hờn quán xưa. Giang Sinh ơi mau tỉnh đời chờ gì qua. Quy Ngô nghe nói sao liêm hồn khinh dễ Giáng sinh bất nhân xa trần gian, kế thừa đang sống mình ra tay dứt cặn. Giáng sinh hoa thủy Ngô bị đầu độc chết,
dù ta uất ức vì không trả được thù, nhưng cũng hài lòng vì nhân quả rõ ra. Ai vong phụ tình ta thì phải chịu xót xa đền nợ máu. Còn huyết nhục của hai bên lỗi đạo, Quý Gia. Dạ. Đứa bé này ngươi tìm cách giao cho đại hiệp Đông Phiên, còn đứa lớn chính tay ta nuôi dưỡng nó nên người, dạy tất cả chân truyền bí kíp Di Hoa, để sau này nó sẽ là võ lâm minh chủ. Cung chủ nói là không được cãi lời ta. Xin tuân lệnh. Giác đệ ơi, Hoa Muội ơi, huynh về đây nè. Có chuyện gì? Giang sinh Hoa Huy Ngô, Giang sinh, ôi đau lòng, cớ sao lửa rồi đang bén duyên bỗng nhiên chết đi tam thương, lìa con thơ bơ vơ trần đời. Ai tương chăng? Tiếng khóc chim non lan đàn, xót xa ôi thiết tha, qua ta tới ly cạn cháu tôi trong lành. Sơn Tuyết, ta chỉ cần nhà ngươi trau dồi học vấn, chứ không cần nhà ngươi láo khuyết giải đời.
có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê. Nhà ngươi, bậc phú quý nên học cách khoan dung, người thông minh nên học điều trung hậu. Quý gia đã căm thù nhà ngươi từ lâu, làm ta sống sang chẳng an lòng. Chỉ vì tuân theo nên phải dạy truyền học cách văn chương mà thôi. Viên già ngươi quá xem thường, ngày nay thì công thứ chung an toàn. Tâm hạnh vốn thừa nào dám khinh thường, hãy vui ơn và duyên. Mong nhờ thương nghĩ tha dùng, từ nay nguyện không dám sai bao giờ. Không dám mà, cho mi chết nè. Quỳ già cớ sao mà để công chúa không phiền giận, Tuyết Nhi sẽ hiền ngoan thu phần trao dồi. Từ đâu kiếm lần văn chương năm tháng dung bồi, công chúa hứa lời đi rồi Tuyết Nhi chăm học, quy thung thuốc ban lạnh cơn gió lâu sẽ mờ. Tuyết Nhi mà thuốc thuốc bị rầy quan, con đáng tội vọng tay cầu quan dung vô lương. Lòng muốn mọi người vui không giận hờn trong tâm tưởng, cho qua nở di cung tình thương mãi chan hòa. Mong lương trời giùm dung tha, hiểu thân không làm phiền ai đâu. Vì qua ban quyền thì xem như lời nguyện, giáo chung y lớn. Dạ quan, cuối xin lượng biển trời nhật thứ quan dung, đối với Di Hoa cung mạc tướng tròn thuê chung. Chỗ như vì sao bắt đầu câu rõ lòng thuộc hạ tận trung cầu nguyện thương tình. Lời cung chủ phán ban phải chấp nhận cực hình, hoa sơn tuyết là bình minh rực sáng, quý gia đã hết lòng rèn dãi chẳng hề tháng. Để cho bà trả nợ cừu quan, ôm ấp hận ngút ngàn có phai tàn trong tâm tường. Hãy tha tội quy gia nguyện cùng chung chi hương, cung chủ có hờn riêng phiền vẫn sẽ tan mờ. Ta giải thích cạn lời mà nhà ngươi chẳng tuân theo, giọt máu của giang sinh đã gieo thì phải lành. Nuôi nông nổi hờn căm đành chôn đời trong cô quanh, cần xa mối chuyện làm cho thanh thản đời trai. Cung chủ, cung chủ tha cho quy gia thúc thúc. Câm, dạo chung y lệnh. Cung chủ,
yêu phá đùa siêu chúng ta. Không có đâu đúng đúng ơi. Con bé thơ biết gì đâu siêu đùa. Quan cho con, quan cho con, quan cho con. Đâu mà biết không? Quan đó hả? Thầy ra người thầm yêu ma mà nồi máu ghen mới tìm bồi sâu. Cần nghe lời ta hai thằng cha hôi ha, nó tụi hầu dám cả gan hốt hào chê thích ta. Ta nói anh hồi á, hai người không cứ tha thứ tại máu thèm này. Nói sao? Cho anh xem, cho anh xem. Mời mời đánh. Em có nắm đầu nghe. Tao nắm đầu mày đó. Ê, ê. Nè, tao lên gối mày luôn nè. Lên gối mày, lên gối mày. Mắc mưu nó rồi. Ba con rùi già ngu. Gì? Trời ơi. Xuống đây mau mày. Ông con. Xuống mày. Không. Thôi già cả rồi, không biết dạy nít gì hết trơn á. Mình dạy nó mình phải nói nhỏ nhẹ. Coi tu nè. Bé Nhi. Dạ. Đó thấy không? Nó dạ thấy không? Xuống đây con. Không xuống. Đó hả? Con không xuống hả? Trời ơi. Tao tự giận. Trời trời trời. Sao ngu vậy? Tự nhiên mày kêu nó xuống, nó không xuống là tự giận là sao? Không có, mình nói mình tự giận nhiều khi nó thương, nó nhào xuống. Dẹp! Coi ta nè. Nhi con. Trời bắt chước. Dạ. Xuống con. Không xuống luôn. Ê, trời. Ngon. Trời ơi trời trời trời, thằng này mày không xuống thiệt không? Ui tao liếm đá mày lỗ đâu. Má má ơi đừng liếm đá chúng con đau đâu còn ai hái trái nhổ rau đêm ngày hậu. Người khi má má ngày đêm cùng nhị thúc thư cùng quyền. Đừng quán giận lông nhi vô lễ gây phiền. Con đùa giỡn cùng điên nhưng niềm vui lưu luyến. Non xanh nước biếc giang hòa ba già một kẻ nguyện tình thương. Tánh nhỏ dĩ kỳ nhưng chân thật hồn nhiên. Má má vẽ thần diễn thứ tha bao tội lỗi. Con rùa cái ngu si bị lông nhi lừa vui. Hai con khỉ già kia ngu ngốc mới tin lời. Ý, nó nói mình con khỉ. Trời trời ơi quá lắm rồi. Nó hồn. Một ba chúng ta bắt được thằng này xẻo tay lắc mũi nó. Ê, đố nè thử đi. Đố ba con rùa bắt được tiểu lông nhi này đó. Mày đố hả? Xét cho mày. Quỷ ta mà quyết lòng bắt mi hôm nay ta sẽ không để cho biết thay nhà ngôi ngân chờ chém trắng ra thèn này vì thương cưng chiều nó để bây giờ ôm thiền cần mất ngay ta làm thịt liền. Nè bác hả? Nhi nè thúc thúc à. Ly má má ơi. Má
quỷ. Long Nhi. Dạ. Trời ơi, mày muốn tao đánh mày không? Nè, dám đánh không? Nói láo hả? Quỷ sứ cắt lưỡi đó. Trời ơi, tiểu Long Nhi. Mày phải khoan đã. Bà, tất cả ăn hiếp Long Nhi, đánh Long Nhi nè, còn đòi dần chân bá nữa đó. Này Long Nhi. Dạ. Nhị thúc và má má quá cưng chiều con, cho nên con gạt được. Còn ba bá hiểu con quá nhiều rồi, con không thắng được ba bá đâu. Thắng không được hả? Thắng không được thì thua chứ gì đâu mắc cỡ. Tam vị tinh tú, hôm nay tôi muốn bàn một điều quan trọng. Cần có mặt tiểu Long Nhi. Có mặt con. Vậy thôi tôi phải đi. Không cần. Các người cứ ở đây. Ở đây nghe nhiều chuyện mà. Cha cha. Trời ơi, con là người quan trọng rồi. Dạ, vậy bàn đi. Tiểu Long Nhi xin hầu. Cái này thật là bất công à. Bàn chuyện quan trọng, cần có mặt tiểu Long Nhi. Người ta nghiêm chỉnh mà cũng rầy nữa. Thật là hiếp người quá đáng. Chưa tội, bị con nít dạy đời. Ai bảo vua mà trẻ khôn qua già lú lận. Trẻ khôn qua già lú lận. Lú lận. Long Nhi, đừng đùa nữa. 20 năm, 20 năm đã trôi qua nhanh chóng. Nhìn Long Nhi, tôi chẳng nhớ người xưa. Suốt quãng đời gian khó cho mưa, thầm mong đợi một ngày trả hận. Này Long Nhi, hãy nghe đây lời phân. Đôi tim sương mây mờ, thời gian qua không nhớ. Long Nhi bơ vơ con đời cuộc côi, lâu thầm vui chờ ngày cháu thơ thành dân, thông kinh luôn gió dân mong diệt thù. Nghe rõ lời nguy hùng ác tâm, mẹ cha cháu xa dương trần, tâm ghi cầu quan gì đó gây ra cuộc nghĩa sắp nhân là người đã đưa con vào đường cùng cha mẹ. Trời ơi, lạnh lùng di giúp gió thu bay, như thông hiểu nỗi đắng cay u hoài xa cha mẹ. Một đứa trẻ lạc loài có lẽ sống an lành nhờ sự chở che san sẻ thâm tình. Niềm thương cảm gia đình, thèm tựa má đắm mình vào tay hiền mẫu. Con ngao ước sự nuông chiều âu yếm của người cha. Ai có ngờ đâu giông bão phong ba, con trôi nổi trời xa mẹ cha lìa dương thế. Ba ba hỡi Long Nhi chan hòa suối lệ phụ mẫu, Long Nhi lìa dương gian rồi đây thế nhân cười chê. Thù sống thân
tận tình nuôi mi. Làm con bất hiếu, lòng thương cảm giang sinh hùng anh. Hoa thị ngô nhận lành, tạo hình hai con xấu xa quen mờ dần. Lòng nhi tên mày làm cho tao thêm khinh khi, công lao bao ngày ở đây trôi theo dòng sông. Cùng giao dưỡng tan tình thâm, thề không tha kẻ vô tâm hồn dần. Long Nhi ơi gian sinh lời nào gửi nghĩa huynh dùng trái vô con thơ. Giang để nặng nghĩa ân phải vào bước đường cùng. Phụ mẫu ta từ trẻ vào dùng phất hành, chính là tên bội nghĩa Nguyễn Hùng đang gánh nợ cừu quan. Hiếu thảo để nơi nào mà quý mỹ buồn tháng, nghiệp gió phải cứ mang chờ đợi ngày trả quan. Ta cùng phụ mẫu ngồi chỉ liên quan tình bạn, còn khúc hận trót bao sao mi ngào ngắn xa đời. Chúng ta đã cạn lời cho mi rõ nguồn cơn, nếu không để giả căm hận tốt hơn lìa đôi ngà. Chẳng phải hận mẹ cha từ nay như xa lạ, tam tình tu sẽ tuyệt tình và đoan nghĩa với lòng. Thiên ba ba, tên Nguyễn Hùng là ai vậy Thiên ba ba? Long Nhi, hắn là tên nô bộc của cha mẹ con. Cha con là Giang Sinh, mẹ con tên là Hoa Thủy Ngô. Con còn một người anh song sinh đang tất lạc. Cha mẹ con đang lẩn tránh Di Hoa công chủ, tình cờ bàn chuyện nhau gửi cho ta một hộp ngọc ngà châu báu. Trong đó có chứa đựng tâm bản đồ kho tàng Nam Thiên và bí kíp Võ Lâm. Tên Ngụy Hùng nghe được động lòng hắn, hắn đầu độc mẹ cha con, mong thỏa mãn điều ước vọng trời, để rồi làm ba chủ Võ Lâm. 20 năm qua ta và ba vị tinh tu nuôi dưỡng con và đao luyện võ văn để con tìm tên Ngụy Hùng trả hận và tương ngộ với tình thâm. Nghe đâu tên Ngụy Hùng nó đã luyện được chi âm ma công. Lâm Nhi, con cần phải có bí kíp Võ Lâm mới trừ được nó. Còn nếu không, phải có quyết nhục đoàn tụ, song hùng kỳ hiệp. Song hùng kỳ hiệp vào đâu mới trừ được Ngụy Hùng? Ngay bây giờ con hãy rời Thiên Sơn Cốc xa giang hồ hành hiệp. Thiên Sơn Cốc, ba ba ơi, Thiên Sơn Cốc đối với con nhiều kỷ niệm, đã đậm tình lưu luyến tiểu lòng nhi. Con sẽ vô nghị nếu đành đoạn bỏ đi, đưa thân vào quan trái chốn bụi hồng
tranh giành tham vọng buồn suy. Ba ba hãy đặt chi cho con ở nơi này. Ta không hiểu lòng nhi vậy đầy nhân nghĩa, nhưng còn câu hiếu đạo đẻ nghĩ ra sao khi phụ mẫu chôn đời. Ta tốt lời quá quyết phải trả hận cho gian sinh. Thủy Ngô liệm mình vì lũ bất nhân, con sẽ lỗi thầm ân nếu chẳng lên đường. Chúng ta gian khổ nuôi con vì nặng tình bằng hữu, giáng sinh cùng qua muội chuyện rồi phải vương mang bước hận biệt dương hoàng. Chữ hiếu đệ nơi đâu sao con tuổi ân vàng, nếu trọn nghĩa tình phải nghe chỉ dài vào chốn sông hồ quan trái trừ ta. Ba ba, Long Nhi đừng mềm yếu như vậy, đi đi con. Trẻ ta từ ba ba quyết lòng đi muôn phương, chỉ tâm thù mong trả để mẹ cha thỏa lòng. Từ lâu nuôi con lớn khôn ơn vàng khi khắc chi ngàn đời, giờ mong Long Nhi tái lai không mơ phai như những người hiền. Thần giữ an thân đường xa cho sương tồn chân, cho trẻ mong cầu cao xanh nơi giang hồ nên danh, đời chồng đâu không thấy con ba người nay trẻ về thành mì thảm kiếp thương kiếp nở mồ côi, nỗi tôi làm sao còn mang năm qua. Thời gian cha thù đã sống cùng nhau thương kia nói lời thương yêu. Long Nhi xin bái biệt, chúc con hưởng lộ bình an. Một chuyến ra đi là tự quyết, không tròn sứ mạng sẽ nhớ danh. Tấm chân tình ta trao gửi vào con, lời thề hẹn núi non còn nhớ trọn lòng sắt son. Sau khi thành công tìm được bản đồ, giữ tròn ân thỏa mộng giang hồ, hãy vì ta thực hiện ý đồ. Giết một người theo lời ta,
cung chủ ơi người đó là ai, có thù gì cung chủ hãy phân tường, nếu không Sơn Tuyết sẽ lo lường. Khi giết một người vô can, con hãy yên tâm lên đường hành hiệp, khi nào gặp kẻ thù ta sẽ bao tình. Và làm theo tâm nguyện, Sơn Tuyết lại quỳ xin dâng. Tốt lắm, con hãy lên đường. Dạ, xin tạ từ cung chủ. Nhận chiếc tâm lan, phen này mới đừng mong trốn thoát. Dừng lại, công chúa, tôi vô tội. Thôi hãy im, ngài chớ nói nhiều bên tai. Cha của mi phán loạn nơi kim giây, vẫn làm con phải thay cha lãnh án. Nếu không hồn, mau khuất phục ngay, nghe lệnh chớ đơn sai. Công chúa ơi phụ thân tôi lắm nạn, giữ trung hiền không hề có ý gian. Người nghiêm minh nên thăm tra sự việc, nếu cha tôi không thí vua ngay lối, xin đừng để bờ môi thấm lệ thâm tình. Nhà ngươi chết! Con cái nhà ai sao mà hung dữ quá trời, mà nhan sắc lại tuyệt vời. Không để bi của đời anh vô lễ nghe cưng. Ông này ông sợ cưng, chứ Quynh thì xem rất như tầm thường. Nè Quynh mình hãy mau lên đường, má tự giải nguyệt đảo là hai đứa mình nguy dông. Mệt quá, một thân tôi không xong còn đèo theo ông chắc chết luôn à. Tạ ơn ân nhân. Thôi mà ơn nghĩa gì, nghe hỏi nè. Duyên cơ gì sao người ta được bắt tôn vinh, trông thấy thì xinh nhìn sao mà giống hồng nhan. Người ở đâu tên gì mà phải lang thang, mau nói đi để tôi tường tri ông anh. Nè, tên gì vậy hả? Đường quan lộ thênh thang, người tôi dài hình nhang. Quân cướp ngay giữa đàn, khiến tôi đứng xa vào tai quân giang. Má kia bán rồi mới quay về đây cứu huynh vượt qua nguy nan. Hả? Huynh huynh bán ngựa của tôi rồi à? Chứ tôi hết tiền xài, không bán ngựa của anh thì tiền đâu mà tôi xin sống chứ. Nè, huynh tên gì vậy? Tôi tên Chiết Tâm Đan. Chiết Tâm Đan, tên cũng đẹp quá chứ. Còn huynh tên gì? Tôi là Tiểu Long Nhi. Con rồng nhỏ. Đúng rồi, nhưng mà rồng của người ta thì bay, còn của tôi thì nằm. Huynh à, huynh từ đâu đến? Tôi từ Thiên Sơn Cốc đến đây, còn anh từ đâu đến? Vui lòng cho tôi biên giới. Tôi là người ở nước Nam Kim, đang gặp chuyện ưu phiền, muốn đi tìm kiếm một người thân để lại nhờ thiên
một chút thôi, làm gì phải lại bộ chuyện huynh nhờ, nó quan trọng lắm hay sao? Tiểu Long Nhi tôi giúp được không ngày nào? Không, huynh không đủ tài để giúp cho tôi. Dạ, mới vừa thọ ơn mà đã muốn phản rồi ha. Không, tôi nói thật lòng, bớt giận đi thôi. Dạ, kính hỏi nhị huynh vui lòng chỉ giúp ở gần nơi đây phương nào có quán? Ông hỏi quán nào, quán có quán to hay là quán trọ bên đường? Trời sắp tối rồi và tôi muốn nao nường, xin hãy chỉ dùng lữ quán để nghỉ qua đêm. Nơi mà ông mong hiện đang trước mặt, lữ quán có nhiều phòng trọ nghỉ chân. Tôi chỉ cho huynh ăn cơm có một lần, tôi nãy giờ ông này ông nói chuyện với tôi chứ bộ. Đã tạ nhị huynh chỉ giúp kẻ này, xin hẹn một ngày đáp tạ ơn sau. Huynh à, làm cái gì mà huynh cười dữ vậy? Trời ơi, mắc cười quá. Huynh chỉ ổng vô tanh lâu bê này là ổng sẽ lọt vô bê hồn trận rồi. Trời đất. Nhưng mà theo tôi nhận xét thì người này tướng diện uy nghi nhân hậu, chắc chắn không phải là phường kẹo Nguyễn Thiêu qua. Thôi đi ông nội, ông lo cái thân của ông á. Lê lết bên đường quê quán không tường, ông chẳng lo mình mà còn xem thương ai. Mau kịp đi theo ngài tìm thức ăn no lòng, coi chừng con nhỏ kia theo mình. Tôi đoán không sai đâu, vì cách khi anh hùng hiền từ quy nghi ít ai bị hơn. Ông sẽ ra đây ngày, đừng nói điều ba sàm, xem kìa con nhỏ kia theo mình nà. Chết rồi, bây giờ mình làm sao đi quên? Vì kẻ tôi sẽ thoát là chắc ăn mà. Như vị huynh đài kia thật là ác ý, khi không chỉ mình vào nghỉ trọ ở Thanh Lâu. Dạ, kính thưa tôn huynh, tôi đang tìm kiếm hai người, chúng là một nữ một nam. Nếu huynh quay qua giúp tôi chỉ ngại ơn nghĩa trọn đời chẳng phai. Người cô tìm kiếm là ai, quen biết hay thâm thù, nên quyết lòng vì kịch đối phương. Nếu chẳng phân tường tôi khó hở môi. Nữ nam chung đôi với tôi thân nhau, tỷ kỷ muôn đời thăm giao. Xa lâu biết bao khi trong thoáng qua, theo dõi hiện giờ bạc tâm. Tôi trông rõ cô gái chàng trai đang sống bước tay nối dòng tay. Vào lữ quan cô sẽ nhìn ngay. Tạ ơn hiền huynh ngày nay, tôi ước mong sau đây trên nẻo xa dặm dài chúng ta tình thân. Đa tạ cô nương, giờ tôi phải lên đường, hẹn ngày gặp lại. Dạ, cảm nghĩa tôn huynh. Đôi cẩu nam nữ này sẽ không thoát khỏi tay ta. Ê, thôi bà, đi mau lên đi bà ơi. Con của mình nó chờ lâu tội nghiệp nó bà. Sao bà mà chậm quá vậy? Trời bà ơi trời, thì từ từ đi chứ. Già cả rồi đâu phải xuân xanh đâu mà chạy mà nhảy. Ông hối mãi tôi té làm sao. Thiệt tình, đi mau lên bà ơi. Bà già kia, đứng lại, đứng lại. Mày chặt bể luôn mà bà ơi. Im ông ơi. À, đồ kiếp súc, phen này chúng bay không thoát khỏi tay ta. Dạ, con nha đầu này dữ ghê ạ. Hổn láo. Nhà người đó ôn hồn mau tránh ra, nếu không nghe nghe vang đời phần hồng không thánh thời. Tránh mau em anh lên đường, em ngày sau cưới em. À, khốn kiếp. Đừng lo lắng
rồi sẽ đến lượt nhà ngươi. Thấy không? Rồi nhà ngươi cũng thua ta. Nè 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 nè, khi nãy ngươi tát ta hai cái phải không? Trời ơi, còn nữa hả? Cho da thì phải tin lời. Ta tát lại nhà ngươi 4 cái. Quên. Chết chưa? Trời ơi, sao Quân quýnh người ta dữ vậy? Đáng đời. Tình khốn kiếp, ta mà bắt được nhà ngươi, ta sẽ phân thầy xỉu thịt. Thấy chưa, người ta âm quýnh được kìa. Trời ơi, hiện tại nhà ngươi đang bị ta điểm huyệt, thì ai sẽ xẻo thịt ai hả? Cho ta mượn đỡ cái lỗ mũi nghe. Đừng Quýnh à, đừng. Tiểu Long Nhi à, ta hãy lên đường, qua khỏi nơi đây. Đừng sôi máu không hay cho mình, nghĩ tình công chúa Nam Tiên. Quýnh nên giải quyết công nương quá ngàn. Cái ông này sợ quá rồi nói càng, cứ bà chẳng mình phải nghi nan. Bà tự giải nguyện đạo là hai đứa mình chết liền, kể cả tôi cũng đi bán muối. Khôn hồ anh thì mau thả ta ra, sẽ đưa tình nạn khổ thoát qua. Nè đừng có vụ ráng ở đây một mình. Ê, đừng bỏ ta đi một mình mà. Thả ta ra, thả ta ra đi. Nè, cũng không có ở đây một mình đâu. Một chút xíu nữa, bạn của cô nương tới đây đông lắm. Đầy đủ hả? Hổ nè, báo nè, rắn nè, rít nữa nè. Vui lắm à. Thôi ta đi nha. Nghiêng lời ca kêu gian, tài cứu tôi nơi núi đồi quan tài heo hùng. Số thân qua càng đàn gió xa, cổ người ân thương thả tôi xa. Cô hương nên tĩnh tâm, có đông thiên ưu phiền tan biến. Cô ở đâu sao cô nàng, kẻ gian mong hai đời hồng nhan. Ta tình người thấy anh đã dứt tôi qua cô nàng do loài mang trắng. Không tha, chờ gặp nhau nó sẽ ra mà. Đồng nhi toàn tính chi, để cô nương danh hờn đi qua. Không nghĩ quen gieo cô phiền, hắn trêu tôi gây thù. Đúng là tiểu mang tử, cái thằng lém lỉnh chẳng có ai bằng. Đông Phiên xin tạ lỗi với cô nương. Ân nhân có quen với hắn à? Nó là cháu, gọi tôi bằng bá bá. Nó vô phước mồ côi cha mẹ, tôi đưa về nuôi trẻ lớn khôn. Cho trong vòng không bị vùi chôn, cho nó chờ cả hằng mai sau này sáng rỡ sư môn. Cho gian để khỏi tuyệt côn, tanh của Long Nhi hay vui đùa nghịch ngợm. Làm phiền cô mới xảy ra chuyện mất còn, mũi dài lái chịu đòn. Xem như công bằng ông đã cứu tôi, thù quán kể như tôi.
Mời cô. Hả? Trời ơi, cái gì mà kỳ cục quá vậy? Phải cô Hùng đây, cô là con gái sao không để vậy? Bài đặt giả trai nữa. Nhưng mà làm gái đẹp thấy mồ luôn, mới nhìn tôi còn mắc mê nữa, huống chi là người khác. Sở dĩ tôi phải cải trang nam tử vì phụ thân tôi. Người dương vợ nằm lâu biết bao nhiêu thương đau, vừa gian thần tâm anh để cha tôi nghẹn ngào. Trung quân cùng tiền tư phải dương mang ba đào, đành phiêu lưu gió sương kiếm đông tiền giúp tôi di thu. Nàng cô rồi đồng tiền người làm sao có, còn ở thiên sơn cốc mịt mờ. Tôi giúp cho lo gì không giải quan, hãy đưa tôi đến cha cô bình an. Đừng nói liều mỹ thân như nàng thiên môn quân, xuống cha nàng công chúa chính quân đang trêu đùa. Cha tôi người ngày tháng mong nhưng chưa qua tình. Đừng lo tôi cứu cho giúp cha cô thoát bao cực hình. Không, anh không đủ tài cứu cha tôi đâu. Tôi không dám chê anh, nhưng võ công tầm thường thì làm sao chống được với đội quân hùng mạnh của Xuân Trang công chúa. Tôi xin cùng phụ giúp có được không? Đó, người mà cô nương mong tới rồi đó. Huynh nè, xuống đây cho đệ nói huynh nghe chuyện này. Huynh biết không, cái cô này nè, đi với tôi mà cứ nhắc huynh hoài à. Cổ này nghiêm trang, dáng người nhân hậu, dễ thương và còn... Thôi đi, nếu huynh còn bếp xếp ba ngoa nữa, tôi sẽ bỏ đi một mình mà không có cần huynh nữa đâu. Dạ khoan, cô nương đừng dỗi giận mà lên đường. Thân gái giữa trời sương, cửa nhà không chốn nao nương, mà vẫn mày hương sẽ dương cảnh đoạn tường. Nghe chưa lời nói sao em dịu như tương, nàng yêu điệu. Cô có tánh lạ lùng ai bảo đang yêu buồn, nhắc nhở người ta gặp mặt lại thẹn tùng. Anh này à, việc cứu cha cô không có gì thắc mắc. Tôi thấy huynh đài dí dọn đáng yêu, muốn kết kim bằng cho đỡ hoành yêu. Kết bạn hả? Muốn kết thì kết. Nè, cô kết không? Kết luôn cho vui nha. Nè, khi mà kết bạn á thì ăn á, ăn chung mâm nè, tắm cùng tắm chung nè, ngủ thì cũng ngủ chung luôn. Ý mà đâu có được, chỉ có hai tôi ngủ chung thôi à, còn cô ngủ chung chắc đổ nợ quá. Anh thật là quá xá vô duyên à. Chứ làm sao, tôi vô duyên phải không, còn huynh đài này mới có duyên phải không. bởi vậy cho nên hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Còn vô duyên như tôi và cô đối diện chẳng có tư phùng. Thôi đừng cãi nữa, nếu kết bạn thì hãy thề đồng tử đồng sanh, ai phản bạn thì nổ chồng con mắt. Nào chúng ta cùng thề. Nào chúng ta cùng thề. Khoan đã, huynh tên gì ạ? Tôi tên là Hoa Sơn Tuyết. Còn huynh? Tôi hả?
Tôi là Tiểu Long Nhi, con rồng nhỏ đó nghe. Còn tôi là Chiếc Tâm Lan. Chúng ta cùng tuyên thệ. Chào đối đạo tình thương gian nan đoạn đường, không nên xem thường, không quên bỏ nhau. Ê, ngàn đời chen dài cầm tay, chẳng đổi thay đăng cài nào phai. Nguyện hứa câu đồng xanh, cả chiến tâm làm kề bên, dòng dài không quên tâm đồng. Phải nhớ chung chân của cô đẹp quá. Mà sao cô che kín mặt mày vậy? Cô ơi, ta tháo khăn à? Nhà ngươi có đủ tư cách ra lệnh cho ta hay sao? Nè, nếu ta không đủ tư cách thì còn ai hơn ta nữa chứ? Được, nếu muốn thấy mặt ta thì hãy nghe đây. Nghe gì? Nhà ngươi thấy gì không? Thấy gì? Ở trên trời đó. À, mặt trăng hả? Phải. Hơi mơ đêm dần trăng kia đưa xuống nơi dương trần, ta nhìn tương hoa bánh trăng rơi là hồng nhan nước na trang hoàng khuyên nàng cần nên nói năng một lời danh hùng quân tử. Cho ta một cái chậu nhỏ đi. Để làm gì? Mặc kệ ta, hỏi làm gì á? Nhiều chuyện. Nè, cho mượn cái chậu không? Nó đại đi. Được. Tuy nhiên, mang chậu ra đây. Nè 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 nè, nhớ trong chậu là phải có nước nghe chưa? Nè, thế nào? Mời cô nương nhìn xem. Ta đem mặt trăng xuống cho cô nương rồi nè. Mi quá là thông minh xuất chúng. Dạ, không dám múa rìu qua mắt thợ à. Hay à, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Cho ta hùng miếng nha. Nhà ngươi, hãy ra khỏi nơi đây, đã nhìn mặt tôi chuyện giao kết như xong, không ai tìm đến ông. Có lý nào cô lại đuổi cô? Tôi thấy mặt rồi tôi muốn ở đây luôn à. Chết cợt đùa khiếm nhã, em mất mạng nơi này. Thật lời nào giả dối, muốn nhìn cô suốt ngày. Ta chẳng hề quen biết cùng ngươi,
không thể nào trò chuyện chung đôi. Giá nhân nghe lời ta phát dài, đuổi tên này ra khỏi Hoa Viên. Hỏi đuổi tôi đi liền. Cái mặt đẹp mà ăn nói chuyện vô duyên. Khi nào cô mạnh khỏe tay chân không cần ai nâng đỡ kìa. Còn hiện nay tâm thần đang lo sợ, lại vướng vào khổ sở đớn đau khi sinh lực hao mòn. Cô hãy cho tôi chia sớt sự mất còn, để tôi chừa bỏ tánh trẻ con dù dài, vì một phút vui đùa mà gieo hại đời qua. Chữa thương chạm đến người thêm tuổi hổ xót xa, nam nữ đã chung hòa, ai tìm tôi xin cưới. Bèo nước sớm trùng quang có gì đâu mà chờ đợi, cô đừng miệt khinh tôi nguyện trao gửi duyên đầu. Tên gì vậy? Tôi hả? Tôi là con rồng nhỏ, một đời trao sang với nàng, tình đầu hương yêu đã vàng. Cô tên chi nên bài đường mình ghi hứa? Tôi chỉ hứa cho tình sao dồi dào đủ hồng nhan. Nếu mùi hồng chịu thương huynh lên đường đi chỗ khác, đừng trách tiểu lòng nhi sao bạc ác cuối câu thề. Nếu mà huynh bỏ đi về, tôi tự tử nơi đây. Tuy anh sẽ chôn cây chỉ vì con sông nhỏ. Tuy anh à. Ây trời ơi, đau quá đi rồi, sao mà còn đứng đó. Mũi sắp chết thật rồi, huynh nhìn ngó đành sao. Tiểu Long khó thở quá à. Cô à, mấy cô ngồi yên đi, để tôi chữa thương cho. Chắc tôi chết quá à.
bị thương mà sao cô cười hoài vậy? Mới gặp nhau làm gì mà yêu người ta dữ vậy? Mới gặp nhau mà yêu nhiều á gì? Vì mình có duyên từ kiếp trước đó. Thúy Anh, con sông nhỏ, đôi ta mới sẽ duyên thầm tâm, như hoa đào bướm bướm ra tình, ước mong sao đôi mình như chim liền cánh tung bay, chúc mai chung một trái tâm đầu. Xin hẹn sông Thù Quán, nguyện hồn gia nghiêm chứng lòng, cùng nàng hương yêu thắm nồng. Thân không mai cảm lìa đời đánh giông ước. Xin chung chiếu thế gian cho tơ đàn qua giang mi. Ôi nghe qua câu ân tình lòng vui sướng, ta không thể quên nàng. Khi tim vàng con tên Thúy. Rồi rồi, là cô hả? Cô phá đám không à? Chạy mất tiêu rồi. Ai vậy? Ai? Cô hỏi làm gì vậy? Sao cô đi với ai tôi có hỏi không? Cô kìa, khi không rồi cái gì? Quynh đổ quạo với tôi lặng nhất hả? Sao không quạo được? Quynh à, trong khi đi ba đứa, Quynh đành quên lời hứa lo chuồng mau đi mất. Tôi bận bên sơn tuyết, vui đùa xem tha thiết, tôi biết điều mà tôi đi riết. Tại Quynh giáo giác hồi hài sớm sát nên mới lạc ba người, còn đứng đó dần lưng trong khi qua sơn tuyết tìm Quynh. Tìm tôi làm gì để cho dư thừa, phần cô thì sao nói mau tôi mừng. Mừng chuyện gì mũi chẳng được chi, lộn xộn quá đi ông à. Đi chuyện ba cùng qua Quynh chứ ai chứ ai. Tiểu Long Nhi, ủa gì kỳ cục vậy? Mới vui vẻ sao mà xuống màu nhanh quá vậy? Quynh à, qua sớm tuyết đang trang má thương hào, ước mơ má đào cân kề hiền nhân, thầm nhai ngùng lo thân phụ hàm quan chưa chân, nên phải im hơi chôn lắm tình buồn thương bóng hơn. Cô đừng lo lắng khổ cho riêng mình, hiền Quynh sơn tuyết sẽ trao hòa duyên, hoàng kiên phù thân của cô tan mơ yên tâm. Sáng cô sẽ vui hơn khi tròn lời nguyện. Còn nguyện sơn tuyết xin chúc cô lan tâm tình vuông tròn. Khỏi chúc, nhất định là phải như vậy. Nhưng mà Quynh nè, Quynh đi đâu mà tôi tìm kiếm muốn hụt hơi à? Thì Tiểu Long Nhi và Tâm Lan đi trước, tôi thui thủi đi sau. Trong chốc lát lạc cả hai người. Tôi... Kìa, cung chủ đến. Dạ, tham kiến cung chủ. Qua sơn tuyết, sao con lại ở đây mà không hành hiệp giang hồ để tìm bức bản đồ và thực hành cho ta đều tâm nguyện mà ta đã chờ đợi 20 năm. 20 năm trong nghẹn ngào quốc hận, 20 năm hồng nhan bạc phận, ta tức giận cuộc đời vẫn cả thế nhân. Ôi thật lạ thay, tự nhiên bà tức giận, ai chọc bà nổi xuân mà bà giận cho một trận. Đâu có gì mà bà nghiêng răng trừng mắt bài đặt suy biểu người hành động bất nhân. Một gương mặt thân quen ta nhớ đã gặp rồi, mi tên họ là gì mà múa mỏ cua môi? Ta là Tiểu Long Nhi
từng sáu mở núi đồi. Tiểu Long Nhi, Tiểu Long Nhi, Hoa Sơn Tuyết đúng nó rồi, hạ sát cho ta. Sao? Giết Tiểu Long Nhi à? Nè, cái bà này ngộ quá. Bà có tài á, nếu bà ghét tôi sao bà không giết tôi đi? Bà bảo hảo ca tôi bài chuyện thất nhân tâm. Nè, nếu có ngon thì thử sức nhau, đừng biểu anh em ta xào xáo nghe chưa. Công chủ, tại sao Hoa Sơn Tuyết lại giết Tiểu Long Nhi? Không cần hiểu tại sao, không can hệ đến các ngươi. Tuyết Nhi, hãy thực hành điều tấm nguyện. Cung chủ, cung chủ thương con, nghĩa nhân vuông tròn, lòng ân ghi mãi. Tuyết Nhi nguyện tâm kim bằng liền cơ, khó phải lời nguyện. Nếu như vô tình lòng nhi làm phiền nương nương, lại cầu ngài tương giao đôi nón cao, nguyện bên nhau ba người tri kỷ, lý nào đoạn tâm. Dân hờn căm nuôi cơ quan ngút ngàn xa xăm, muốn thu nào phải ghé gieo sâu thì gốc tương lai, mang lên truyền thương giúp tay tan hờn thù từ lâu nay. Sơn Tuyết nghe không hái mau thì hành, bà hãy giết tôi đi, tôi hiền huynh mà chi tàn ác lẫn điều hòa, e bà vốn đời sống tiêu nhưng bài sẽ dương đo đài đất trời không cứ dung bà hiền thân. Cầm im ngay chờ ra tay lời ta ban câu hiền sớm tuyết giết liền Long Nhi, cầu mong vinh dừng tay gươm tình thân giao viên đừng ly cách. Tuyết gì hãy xuống tay mau. Cung chủ, nếu không ta sẽ chết trước mặt con. Cung chủ, Long Nhi hiền tha thứ cho đệ. Hoa Sơn Tuyết, Tâm Lan hiểu dùm cho huynh. Không được nhìn thấy Tuyết Nhi hạ sát mi. Tại sao? Tại sao? Tại vì bà là con hổ khát báo, người mất hẳn lương tâm gieo quán hơn ngàn năm nuôi mầm tàn bào, lòng chất chứa mưu tâm đưa vào giông bão kết tạo nhiều quan nghiệt làm sai trái đạo thâm tình. Nhìn cái chết của Long Nhi tôi thêm tuổi phận mình, thân cô lẻ giữa trường đình đầy gai góc, mồ côi cha mẹ lúc còn cờ đơn độc phận hàng chi, tưởng có bạn tâm đồng chia sớm lúc ai bi, ngờ đâu gặp kẻ vô nghị đoạn ly không thương tiếc. Thiếu người
người tường mặt nhưng giả lòng nào ai biết, đành quỷ diệt đời huynh bi thiết nghẹn căm hờn. Con bé kia mi quán trách ta mất hẳn tính người là giả thú, lại đổ lệ tiếc thương người đáng rủ xác dưới mồ quán. Thằng bé đó, nó là ai? Nó như thế nào mà tất cả phải khóc than? Mì khóc, Tuyết Nhi buồn, ngầm quán giận ta. Nhưng sao không tìm hiểu vì sao ta bắt Tuyết Nhi giết nó? Vì nó là... Vì Tuyết Nhi là... Mà không, ta không nói, ta không bao giờ nói. Ta chỉ thốt lời ra khi nào máu của nó đổ bởi Tuyết Nhi. Còn mi, con bé ơi, cũng là phận đàn bà. Ta chỉ khuyên ngươi, đổ lệ với đàn ông là ngu si rù dại. Để phải chuốc vào mình tai hại, còn làm bia miệng thế gian là mê ái ngông cuồng. Thầm đêm lá vàng rơi và hứng chịu thương buồn, rồi tất cả cũng như nguồn nước chảy, mi hút lại sau đây khi đã thấm thềm qua. Trong một phút yêu lòng một lỗ xót xa, Tuyết Nhi hãy theo ta về dĩ hoa quan văn. Long Nhi mạng người chôn số trời đành câm lặng, may mắn nó trường tồn còn đeo đắng trả thù sâu. Tuyết Nhi theo ta. Tâm Lan, thôi đi chưa nói thêm nhiều, từ nay đoan nghĩa. Lòng Nhi căn số vô phần, lòng người đổi thay, còn mong chi bằng vào tay lại phần muôn thu đời làm đắng cay. Chín ly từ nay quán sâu nào mai, cứ trong ngày mai nuối nhau dòng tay. Lời nghẹn ngào Tâm Lan yêu lòng đành sau tháng, mang con dòng tình cố cho riêng mình gào thét trời cao. Tuyết quên, quên nên trở về quy quyền tôn đinh, những cung đón chờ đã mơ nghiêng dần. Thầm cầu cho hiền quân khỏe trời cao. Trời ơi, lời nguyện cầu nức nở bên tai, tôi cảm thấy nắng cay lại trải dài vì sâu. Câu thề hẹn tâm giao khi cùng nhau tương ngộ, đã vội vàng theo thể xác Long Nhi vào đây mộ. Nhìn đai vực thâm u qua sơn tuyết cùng nghe lời. Long Nhi hỏi Long Nhi thầy của trời cao chứng giang, qua sơn tuyết âm thầm u quá nghẹn ngào than. Muốn minh chứng tâm lành nên chờ đợi thời gian, cầu mong kẻ hiền ngoan sẽ qua ngàn giông bao. Tâm Lan hãy cảm thông thọ ơn không trái đạo, cùng chú đã truyền ban con thảo phải thi hành
trời cao đã sẵn dành phần bạc chiếc tâm lan, muôn thuở diệu ly tan cho phong trần đạo lý. Tôi hèn hạ tiểu nhân thâm sâu ích kỷ, xin từ ta quay về chôn liệm chí hùng anh. Tạm biệt tâm lan. Qua sơn tuyết. Trời ơi, kìa cô Tâm Lan, qua sơn tuyết của cô đâu? Sao cô ngồi đây khóc? Thùy Anh ơi, Long Nhi đã. Hả? Long Nhi đã sao? Đã rơi xuống vực sâu rồi. Nghẹn ngào than không đứng không ngồi, dằn xúc động bồi hồi, lo lắng phụng thờ cho Long Nhi. Long Nhi, trời ơi sao quên lại xa đi, Thúy Anh sầu lệ đổ phân ly, bụi còn sống nữa làm gì, hãy đợi chờ tương tri. Thúy Anh, muốn sớm được tao phùng hãy dằn nén ai bi, người ngấy hiền không thể ra đi vì thói đời sâu hiểm. Đừng liều lĩnh để ân tình chết liệm cả mảnh đời, con gái đương xuân đang chờ quyền giữ vẹn mối duyên đầu từ buổi đầu tiên. Ông là ai mà hết dạ giải khuyên, nếu cứu sống được vàng ơi sâu nguyện tạc giả. Ta là kẻ phiêu linh giới thân hình tơi tả, thiên hạ nhất kiếm giang hồ là đại hiệp Đông Phiên. Đông Phiên bá bá, lúc này chẳng phải nhìn thân và thủ lễ, mà chuyện cấp bách bây giờ là cần cứu mạng Long Nhi, con rồng nhỏ vì các cô mà lâm nạn. Đợi ơn bá bá. Hoa sơn tuyết xin kính bái nữ hoàng, chúc cầu vạn thọ. Kìa, tiếc huynh đừng khách sáo, chẳng tôn ti thượng hạ với nhau. Nơi đây là thuộc nữ anh hào, dạ, xin mời dùng chén trà thơm mai quế.
đa tạ nữ hoàng. Chẳng hay người cho đòi tôi đến Nam Thiên có hữu sự chi? Tiếc huynh, từ buổi xuân trang tao ngộ, cùng tuyết huynh thổ lộ ở Lâm Tòng. Giải tâm đồng đã ghi, hứa nhau thương cùng, sao thời gian bạc bóng. Nay non nước dừng nghiêng, mới ngỏ lời mời đến Nam Thiên. Muôn tâu nữ hoàng, tôi chỉ là cánh chim giữa núi rừng ngựa nghi, không vướng niềm riêng tư, không bận lòng mà đau điên. Hôm nay đến Nam Thiên vì lời của nữ vương, thật tình nào ai hiểu. Dần còn mang tơ loạn chưa dặn mối phương tầm chưa, nhưng đã thầm mơ một ngàn con trai. Người đó là ai, diện phúc bên chàng hải mau bài phân ngay. Nàng con gái tôi đã thương thầm, hiền xinh lắm, cao nghĩa không lầm, chỉ đợi ngài trao kết lời yêu. Quỳnh nói ngay đi, chớ ngại hùng chi, dương nữ đang chờ. Người tôi ước mong xây đời là ai? Chiếc tâm lang nàng tuyệt vời. Chiếc tâm lang kìa, nữ vương, người sao thế? Trời ơi, vẫn là một con người làm bức nghẹn tim ta. Từ vương quốc hoàng gia đến Trung Hoa tình cảm, chiếc tâm lang mi là dần mây xám nở treo, màu ám đàm dân về. Nhưng tưởng được cùng ai má cửa dây kề, lần thứ hai vì nào đề cay đắng. Xuân trăng khúc câu thề mang nặng môi thù bi. Nàng những hậu nhu mì thì phạm lỗi điều chi, gieo tay biến làm gì với một nàng con gái. Cha của chiếc tâm lang phản thần gieo khổ hại, hoàng trai đến lần hai ta thất bại do nàng. Muôn tâu nữ hoàng, người nói như vậy là đã sai lầm. Làm tuyệt vọng duyên nàng, công chúa đã lầm sai và ngược lối tơ đàn. Điều thứ nhất,
lang vô tội, người chiếm đoạt ngai vàng là hoàng thúc Nam Thiên. Vì hối hận chuyện làm nên tự ái giải quan kiên, Dương Hậu chết theo chồng công nương mới nắm quyền non nước. Còn tình cảm của tôi Tâm Lan, nàng đến trước đừng vì môi si yêu xui ngược hại qua người. Tôi đã hiểu rõ rồi, xin tạ lỗi với Hiền Quynh, nếu chẳng trọn ân tình mình xem nhau như bằng. Mời cả chén trà xanh tỏ tấm lòng trong sáng, tri kỷ vẹn tâm đồng giảng lý chẳng mờ phai. Đa tạ nữ dương, xin uống cạn chén quỳnh, chúc mừng nàng hối cải. Với câu chuyện vừa qua, xem như là quan trái, từ tạ ước mong ngài vui sống hỷ của tuyết. Đa tạ nữ dương, thiếu tử lui bước. Xin cáo biệt. Chiếc Tâm Lan, chiếc Tâm Lan, Tâm Lan, Tâm Lan. Người yêu mến, chờ quên chiếc Tâm Lan, cùng trao ước quyết chẳng đổi thay. Gần huynh đi thương lắm người cố trì, lứa thương dân như mối tình không ly cách, tròn duyên thắm cùng nhau sánh hôn nhân. Từ nay sơn tuyết có thể xa trăng, thử xem duyên gì ai. Chiếc Tâm Lan, đừng mà qua sông tuyết, qua sông tuyết. Đúng rồi, Hiền muội, huynh yêu muội lắm, hãy đến với huynh Tâm Lan, Tâm Lan. Tâm Lan, huynh hiểu rồi, huynh bị đầu độc rồi. Tâm Lan, hãy tránh xa huynh ra, nếu không huynh đành lỗi đạo. Giang ra, giang ra. Nữ dương, bà đành tâm hại chàng như thế hay sao? Để mãi mãi ta sống bên chàng, phải hành động cho dáng đóng thuyền mới đánh gục được mối tình chung thủy. Trời ơi, không, Tâm Lan, Tâm Lan ơi, hãy trói quỳnh lại đi, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Tâm Lan, trói anh lại đi, anh chịu đựng không nổi nữa rồi, trói quỳnh lại đi Tâm Lan. Qua sơn tuyết, chiếc Tâm Lan, vì muốn chết phải không? Phải, hãy giết tôi đi, hãy giết tôi đi, và giết luôn qua sơn tuyết cho đôi mái đầu xanh cùng chung đây nguyệt, chốn tình bất diệt không xa. Bà hạnh diện chuyện làm sai nhưng mãi mãi lệ nhòa, lương tâm nào tại vì mi lời từ chối phủ vàng lỡ mong tình si. Tâm Lan người sao quá vui
nghỉ. Đoạn nghiến tình chia ly, dương nữ hãy suy nghĩ tu càng mỗi điều. Tâm lang dưới chàng chưa tốt lời yêu, nữ dương trí cao cần quanh yêu. Sao suốt tuy ra có cùng một nhà, hay tim của tuyết quanh không dương dương bóng hình bà. Giao nghĩa chỉ đơn phương thêm bước hận trang hòa, cao thượng để mọi người kính yêu. Không, không, cần ai kính yêu ta, ta chỉ cần đoạt mục đích là có chàng bên cạnh. Đó chỉ là cái xác vô tri, chỉ tâm lang, tất cả chỉ vì mi. Chiếc tâm lang, chiếc tâm lang mi phải chết. Chớ ngông cuồng chỉ qua người, hai ngàn sầu đoạn lìa tơ duyên. Là dương gia thăm cung đi đâu lụy tình, đời mình rồi còn ra chi. Cần nghĩ suy tân cương. Làm để cha cô phải chết quá.
dạy này cho tri kỷ của cô. Xem như giữa chúng ta đã hoàn thành món nợ. Tạ ơn công chúa. Hoa Sơn Tuyết, huynh sẽ bình an, huynh sẽ bình an. Kể loan cho qua mình.
còn nhau lai láng mộng ban đầu. Chưa thức mới trội duyên chất khỏi thương sầu, chưa đôi mình tình yêu hòa giao nơi trái duyên, bất diệt trọn ương thể và ngọc hỏi tái tê. Tiểu Long Nhi cho tuổi buồn sầu hận ủ ê, âm phụ đó theo về tuy anh luôn kề cận, câu tụng nhất vị phu phải giữ cho tròn phận, hận giận sẽ mờ tan hồng phấn nguyện theo chồng. Hứa sẽ theo anh tròn duyên đại mộ, mong nàng chứng minh tại đây ta mới tường lòng đó. Mình sắp xa nhau rồi biệt ly cách địa, ôi cao xanh đào hoa anh chết liền nàng ơi tuy. Hỡi chờ em tâm sẽ theo bên chàng, lên trần gian vui lứa đôi mình thề chẳng rời xa. Đừng bỏ phí kiếp qua ta hiểu lời vàng đã lòng chung thủy, cao xa ta quyết mãi bên nàng. Đôi ta sẽ trốn tình phu phụ thiết chàng cõi âm, thương nàng chắc già trăm năm, ta từ vĩnh quy thâm ân đi lòng. Xin vĩnh biệt. Nhi Quỳnh, Nhi Quỳnh ơi, Quỳnh chết rồi, mũi sống với ai đây? Sống với Tiểu Long Nhi. Hả? Quỳnh, Quỳnh không có chết hả? Nếu chết rồi bỏ mũi cho ai? Tên chết bồng dám chọc ta hả? Không thèm đâu, ta không thèm ở đây đâu. Quý anh chớ ra đi, Quỳnh sẽ buồn lòng. Mình chung đồng luyến thương bên nhau, từ dải kề nhìn lên trăng sao. Ghét Quỳnh ghê cái bản mặt này, lòng giận nhiều mà yêu thương hơn, nguyện sau này mình không cô đơn. Lòng Nhi Thúy anh quên, nhưng tình quên đi túi xanh. Lòng Nhi Thúy anh trao thơ mình vui câu yến quanh, chỉ mong sao huynh trả gia thù tìm anh. Học nữa hả? Học thì học. Di qua bí kíp. Con nhãi kia, tại sao nhà ngươi hiểu rành di qua bí kíp? Bà hỏi có ích chi, lại mang câu nhiều chuyện, nhất là chuyện của người ta, biết điều thì hãy tránh xa. Thật là đứa rành con, chắc dương trần mi rành nợ, mới chạm đến Di Hoa là cung chủ uy nghiêm. Uy nghiêm cái nỗi gì bà bắt nạt người ta, tôi rất căm ghét nghe bà, nhất là hai chữ Di Hoa. Người sắp phải làm ma còn quên quan lớn giọng, chờ đợi gặp tuyết nhi trần thế sẽ tự ly. Bà thật là nhiều lời, gặp Hoa Sơn Tuyết rồi làm gì tôi? Quỳnh ấy đâu có giết tôi đâu. Bà kiếm chuyện với tôi hoài hả? Đừng có trách tại sao tôi nhỏ mà không nhường nhịn à, nghe chưa? Rồi mi làm gì ta? Đánh nhau với bà chứ sao? Người dám? Sao không dám? Thủy anh em, ra tay! Thank you.
mà ngươi cũng mua gì quá mắc thở à? Thả ta ra. Số phận của ngươi đến đây là hơn, tuyệt đời non trẻ do nơi trời thôi phải cam ơi con rồng. Đợi chờ sớm tuyết về đến di hoa ngươi an lòng từ ly, toại nguyện tâm mi hờn tâm suốt 20 năm ta nén sầu thương suốt xa đoạn đường. Bà ác tâm và mưu tà trời chỉ công nào tha, đừng có lo thần theo bà cho thức ăn hầu lòng. Quá, lôi vừa vừa thôi chứ. Bà này ác quá, tôi mà khóc ra sẽ lóc da bà. Vui thay thất thay hôm nay, hết đời của mi lớn vàng, triều tức bà số thân khó an, hành hạ mi từng cơn cũng chưa mùi hờn. Trời ơi phen này chết thấy lòng đi. Cần nín im ta bài lời nghe. Y theo vậy nghe không? Bà ơi, bà làm ơn cho tôi nghỉ mệt chút được không? Tôi mà chết rồi thì Hoa Sơn Tuyết không có giết tôi được đâu à nha. Ngừng tay cho tôi thở đi. Được, cảm ơn nhà ngươi nhắc ta mới nhớ. Phải chờ xem Sơn Tuyết giết nhà ngươi. Rồi, thở đi. Cảm ơn nha. Thở gì? Bà không lôi kéo tôi nữa thì để tôi lãnh trang mà tôi hôn vợ tôi nữa chứ. Thủy anh em, anh thèm hôn quá à. Cho Quỳnh hôn miếng nha. Kỳ quá. Trời ơi, ít quá à. Cho hôn miếng nữa nha. Trời ơi, ngọt trời quá à. Ngọt gì? Vui chứ. Bà ơi, xem tôi hôn vợ tôi nè. Trời, bà khó chịu. Đúng rồi Thủy Anh ơi. Ơi, bà khó chịu á là tại vì bà không có chồng á. Vậy thì tới đây, tới đây tôi hôn cho bà đỡ khổ nghe không? Tình khốn kiếp, nhà ngươi muốn chết à? Dừng tay cung chủ. Hoa Sơn Tuyết. Rồi rồi, chết rồi. Tiết Quỳnh tới, bà có chuyện bà xui nữa rồi. Trời ơi, sao mà tôi xui quá vậy nè trời. Hoa Sơn Tuyết, con đến thật là đúng lúc. Hãy trả ơn ta nuôi dưỡng 20 năm, hãy giết nó cho ta nhìn thấy. Cung chủ ơi, thọ nghĩa trọn đời con giữ lấy, nhưng chuyện giết người này con kinh hãi hoang mang. Khi ở Lâm Sang, Tuyết Nhi ước thề kim bằng, dù muôn vàn khó khăn, dù cho ba đào cách ngăn, thì con cùng với Tiểu Long Nhi sống chết chung đồng, luyên thương hơn nghĩa vợ chồng. Sao giờ lại cam lòng giết nhau? Ta không ngờ con nhu nhược với kiếp đau, uổng công ta dài vũ một nhào, tình cảm quá dạt dào, ung đúc anh hào thêm tức vui. Tức cái gì? Tại bà quá ghét tôi nên đôi môi xanh tay liên hồi, đặt người ta vào chuyện đã rồi, tôi sẽ cho bà thay ngôi. Lại cầu cung chủ cảm thông, thứ tha cho tội lỗi kẻ ngu khờ, tương lai u tối mịt mờ, bà nỡ nào kết liễu. Với lòng y ta không hề thù oán, chỉ cầu mong Sơn Tuyết giết nó hồi, chờ chúng
hùng. Chắc con hiểu, thọ ân thì phải trả. Nhưng công chúa ơi, con... Long Nhi đoàn trường ai đi, cảm thông nhau mong đừng giận hờn, nặng ân nên phải liều thân. Không phiền đâu, giết cho Long Nhi này hết mong sống an. Giết nó cho ta! Tiểu Long Nhi! Hoa sơ tiết! Hoa sơ tiết! Chiếc tâm lạc! Tại sao em làm như thế? Hãy đi ngay đi! Đi đi! Không! Tôi phải cứu Long Nhi! Di Hoa công chúa, nếu bà đuổi theo Tiểu Long Nhi, chúng tôi sẽ giết Hoa Sơn Tuyết. Chừng đó sẽ tan ý đồ bà ly gián người ta. Hãy công chúa hãy đi xa, về hướng khác, nếu không Hoa Sơn Tuyết chết. Di Hoa công chúa, con nghe không? Được, xem như lần này ta thất bại với các ngươi, vì sánh mạng Hoa Sơn Tuyết. Hãy thả Tuyết Nhi ra. Quân tử nhất ngôn. Chiếc tâm lan. Tuyết Nhi, theo ta. Hoa Sơn Tuyết, tại sao con không hồn nhiên như ngày trước? Tại sao con lười nói bí tắc? Ta đã làm cho con quốc thần hay chăng? Lên phân bài cho ta cung chủ, dùm thương tình con cho rõ nguyên nhân đoạn trường đời ba. Vì sao hồng tâm mong giết Long Nhi thương sầu lệ nhòa, mà sai con giết hận thù chi lòng hồ nghi cần tương chi nói đi. Chờ nghe ta phân rõ lời, đầu xanh tan thương đôi dời. Ngày xưa cha con nán đời vì cha của Long Nhi, ta thương con thơ bé đoạn tình ly đành mồ côi dòng đời trôi dưỡng nuôi bao ngày qua. Trời ơi, vừa nghe cha hồn linh minh chứng cho con quan cơ hoàn thành, từ ta cùng chú người chờ con tròn lòng son thề nào ta hỡi Long Nhi chờ. Một mũi tên mặc bắn được hai con nhạn, giang sinh hồn phách mi hiển linh chữ trách phiền ta. Mi nhận tâm gieo trường hận cho Di Hoa, thì giờ đây quyết nhục của nhạc người sẽ chém giết lẫn nhau để trả món nợ tình mà mi đã dai mượn. Một sự vay mượn hoàn toàn vô lý của người đàn bà ích kỷ bất nhân. Ai? Ai? Ai dám vào Di Hoa cung nghe lén chuyện thăm ân? Hành động đó mới bất
nhân hèn hả? Phải, hèn hạ lắm nên không bằng người trưởng giả. Vì quá siêu nên lòng cao cả đã vùi chôn. Ta đến đây để thức tỉnh một linh hồn, trong hàng tối cần đưa ra ánh sáng. Đồng phiên đại hiệp, vì quá cung chủ. Tuổi xuân mờ phai bởi do lầm sai, vì quá đoá đài chú phiền thêm thôi. Ngàn đau bờ cùng cha gỡ rối chuyện quan cương. Trước mắt của Di Hoa là dĩ giang hận thù, ta đối với giang sinh thiên thu còn căng nợ. Ai cứu hắn khỏi tuyệt đời rồi trở mặt phủ dông, thì nguyện với lòng nuôi sơn tuyết chẳng nại công. Trao thơ gửi đông phiên chợ long nhi khôn lớn, quyết nhục phải giết nhau ta nuôi sầu đau đớn. Giang sinh tuổi dung linh hờn quán mới tan mờ, ta gió âm mưu bà gieo máu rơi trang hoàng nên dài. Tình trường giáng sinh đã vùi chôn, cùng nợ máu giặc dồn ta thách chờ ngươi hòa giải. Ngày đó chẳng xa đâu, nếu như bà thất bại, nhân nghĩa thân bảo quyền chờ ai đúng ai sai. Chào bà. Chào bà.
đó chẳng xa đâu. Nếu như bà thất bại, ta đã bại rồi sao? Lão, lão, nó nói lão, ta không bao giờ thất bại. Nếu ta thất bại, tại sao Giang Sinh và Thủy Ngô phải chết trước mặt ta, chết dưới chân của ta? Như vậy là ta đã thắng, ta đã thắng. Chờ đợi vòng tay tha thiết quá, êm dịu quá, Giang huynh. Xảo trá, không, không ai gần gần tôi cả. Nó đang dang rộng vòng tay chờ ô mắt Thủy Ngô. Dù ở dưới quá mồ, dù chỉ còn lại năm xương khô tàn rũ. Nếu thế thì chuyện trả thù của ta có đúng hay không? Tôi bị đoạt tình, đàn bà ghen có đúng hay không? Nếu đúng thì Giang Sinh mới phải chết. Nếu đúng Thủy Ngô mới phải chết. Nếu đúng Hoa Sơn Tuyết giết Tiểu Long Nhi, anh em ruột nói giết lẫn nhau để đền nợ máu, và toàn cả các ngươi đã chạy mượn của ta, tất cả đều phải chết, tất cả đều phải chết. Hoàng tương giao má má ơi, lòng vui tuốt tuốt ơi, chỉ mời uống nhiều cho say mềm, mời nhau chén vinh tình thắm muôn đời không bao giờ rời. Yo yo yo, lòng nhi con người ta vẫn còn trong lòng thương buồn, vẫn dương mong trời cao tương phước chờ nhau tương phùng, dù xa nếu không dù bao lạnh lùng sao đi tìm. Về trên cốc qua giáo thăm tên tình, trên màn khánh tướng ông hầu cũng đến đình, làm ngàn hướng giáo chỉ trực cờ dĩ tan mình mình, anh tận vẫn hơn trí tâm an quả quả. Không đúng à, anh nói vậy rồi là không sai không dễ. Dạ, con nghe lời má má nè, thúc thúc nè. Đêm đã khuya rồi tất cả hãy nghỉ ăn, sáng mai mình lên đường cho sớm nghe chưa. Đó, bữa nay á, tao mới thấy mày lớn chút rồi. Có hiểu, có hiểu. Nó biểu mình ngủ. Được, đi ngủ đi. Tao là tao phải ngủ chứ. Ờ, mà để tao kiếm chỗ ngủ hả? Rủi mê mẩn nó lăn qua lăn lại đi, lăn trúng má má đi. Trúng má má. Ôi, tí nó bậy quá. Lớn rồi, ăn ngói đàng hoàng, khéo nít nó cười á. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Phải đó, nó cười cái thằng cha và con mẹ già. Má
quá. Gì hết. Mắc dịch, mắc dịch con mắc cười quá. Này nè, tôi cho mấy người biết ha. Vậy tại nó ai mắc dịch kệ ai, ai cười mặt ai. Tôi đi kiếm chỗ ngủ lăn quay nè. Trời sai à, mặt cũng đỏ gay ấy à. Anh hiền muội quên trong nàng ngất ngây dáng yêu kiều như tiên nữ trên mây, mau đến gần bên nhau ta đưa nàng vào e ấm đổi trao. Thúy Anh xin nhắc quân gia thù đừng sống chơi lãng quên hoang cừ tuổi trong hờn nghi phụ mẫu. Đời anh hữu phương cùng Thúy Anh mãi trung giao tình, thơm bóng mình nàng con gái đáng yêu. Nơi xa chưa quên Thúy Anh nhớ tên sẽ không đổi thay, mối duyên trước mày nè hãy nghe lời ta. Mũi nói cho huynh nghe nha, lúc ở Thúy Gia Trang trước khi mũi ngủ phải có nữ tỳ ca hát để ru ngủ cho mũi, mũi mới ngủ được. Bây giờ huynh hát cho mũi ngủ đi. Trời đất ơi, ai biết hát ru sao đâu. Thôi thôi đi bà ơi, đừng có bày đặt nè. Nè, nếu mà không hát ru mũi, mũi thức hoài cho coi á. Trời ơi, thức hoài làm sao mà tôi đi được. Hả? Quên đi đâu vậy? Đi ngủ chứ đi đâu. Rồi, được, ngủ ngủ đi. Quên hát ru á, nhưng mà nè, Quên hát dở lắm á, nghe chưa? Không sao đâu, không hát sao muội ngủ được. Hát ru như người ta, ru con vậy á. Biết rồi. Ngủ nha, bắt đầu hát à. Gió mù cha ru cho con ngủ. Không chịu đâu. Giỡn gì bà? Khi không kêu huynh hát gió mù cha ru con ngủ, bộ mũi là con của huynh hả? Thì mũi bảo huynh hát ru như người ta ru con vậy đó. Huynh nghe lời huynh hát, nhưng mà có điều không phải là đàn bà thì huynh xin là cha. Thôi, không thèm đâu à, hát lại đi. Hát lại. Gió mù con ru cho mẹ ngủ. Nữa à, để huynh ra luôn. Cái gì vậy bà nội? Không ngủ kiếm chuyện hoài à. Quỳnh hát cái gì mà con ru cho mẹ ngủ, khi không rửa người ta còn kêu bà nói nữa. Thôi thôi, cho Quỳnh xin đi. Trời ơi, chứ bây giờ hát sao muội chỉ đi. Chỉ phải học nghe nè. Gió mùa thu chứ không phải là gió mù ô. Trời à ơi, gió mùa đông. Y lộn, gió mùa thu. Rồi sao nữa? Chồng ru cho vợ ngủ. Phải rồi ha. Chút nữa huynh quên rồi. Thôi ngủ đi cưng. Nhưng mà nhớ nha, cái miệng hát là cái tay quạt mũi nha. Chu cha ơi, quả là căng đại kiếp đỏ. Huynh nói cái gì vậy? Huynh nói muội gần ở huynh thật là mát da. Ru cho muội đi. Bắt đầu hát nghe.
Đúng thì ca tiếp nha, nghe câu thứ hai nè nha. Vợ tôi lúc này chứ nó ô nô ô nô. Dạ quá, người ta ấm nhất mà nói ô nô ô nô. Ngủ đi em. Đêm khuya thắm sương rơi như vàng lời tha thiết, huynh tâm quyết bên nàng khi ân quang phai tàn gia nghiêm tuổi dông. Linh con thơ huyền hi sinh quá khứ cần bạch minh, tìm thuyết huynh thổ lộ chân nghi tình mới yên lòng trả hận mẹ cha. Tuy anh đi chờ ngày táo ngộ không xa. Trước khi tạm biệt cần phải lưu niệm cho má má nè, thúc thúc nè, và còn cả Thúy Anh nữa chứ. Nè, giữ kỷ niệm của anh nghe chưa. Tự nhiên nhìn mặt tôi cười. Trời mặt ơi, mặt tôi gì mà bà cười. Trời 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 trời. Sao kỳ vậy trời? Sao mặt cái mặt nó cười. Trời ơi, cái mặt của bà mặt của bà không giống ai hết. Mặt tao sao? Mặt tao sao? Bà coi lại coi. Mặt tao đâu có bị gì đâu. Bởi vậy. Ê ê ê ê, mày dậy 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 dậy. Ôi. Sát mệt á. Tự nhiên nó cười. Ôi cái mặt hai người kỳ vậy. Điên. Ôi cái mặt ơi. Kỳ. Trời ơi. Mặt gì mà cười ơi. Trời, cái mặt hai người nó kỳ cục vậy. Trời ơi trời ơi. Ai chơi á kỳ cái mặt tao kỳ vậy nè. Đâu con ơi. Rồi. Đúng rồi, thằng quỷ nhỏ tiểu Long Nhi chứ còn ai nữa. Trời ơi, thằng quỷ nó đâu rồi? Trời ơi. Ủa, Long Nhi đâu mà sao? Má nói chị Nhi thúc lại cái người vậy? Trời ơi, nhỏ là như vậy à. Mà cái người ngộ quá à. Còn cô lại nước á, cô soi cái mặt mình thử coi. Hả? Tiểu quỷ Long Nhi, bắt được ngươi sẽ biết tay ta. Thi anh. Chờ tôi theo dưới. Chào tôi. Rượu nồng men cay như đốt lòng hồn say bần bồng, cho đời thắm sâu tay vì đâu tuổi thơ khổ sầu. Đoàn tình Long Nhi hết tương tri hết đi kim bằng, khi chưa hiểu dài mà ngàn cái này nào ai thương chăng. Đời qua sớm khuya tôi giá tơ, ngàn năm sao
suy nghĩ cơn phơn chỉ đi lần vào tuyệt vọng. Tiểu đệ và hào ca như hình với bóng sao, bỗng nhiên lại ngập đi sóng căm hờn. Nhu nhược phục tùng theo người ta sẽ khinh lờn. Theo chính nghĩa vẫn hơn phường tà đạo, hoài bão quyết không còn khi vào nẻo thù thâm. Gia Long Nhi đã vô tình gây hận quán ngàn năm, chiếc tân phụ âm thầm lúc tiếp nhi còn thơ dài. Ai bảo gia hảo ca là phụ thân tôi sát hại, cùng chú giải bài ngay theo lời đề yêu cầu. Bà tá quỷ quyệt gian tà mưu hiểm thâm sâu, thường bịa chuyện bể dâu chớ thảm sầu tinh già. Ai thấu hiểu cho tôi làm sao phường vàng đá, cho huynh đệ gian hòa tình tri kỷ ngày xưa. Được, hảo ca hãy yên tâm. Để hẹn cùng hảo ca đúng ba trăng, nếu tâm tích của chúng mình chưa được phơi bày, đúng ngày của hẹn cả hai cùng quyết đấu. Nếu phải chết dưới tay hảo ca, để sẵn sàng cam chịu, linh tính cho đệ hiểu rằng chúng mình có liên quan. Tiểu Long Nhi, hãy chờ đợi thời gian. Ngay bây giờ huynh ở đây có người muốn gặp huynh. Tiểu Long Nhi, người đó là ai? Chiếc Tâm Lan. Tâm Lan, muội đi cùng với Long Nhi à? Phải, tìm gặp Tuyết Quynh để báo cho huynh hỷ tin. Thì ra hai người. Ôi bao nhiêu trái ngàn tràn đến như sóng xô ngập bờ, gieo sầu cho sơn tuyết nghen tất. Lại cầu nàng mau kiếp về ngay, cho bình yên kẻ đang thương sầu, gặp làm gì một người khổ đau, tình nhân nghĩa nay thành thù oán. Sao tâm tư tuổi buồn mà chẳng nghe thi phân bao lời, mong cùng nhau đường kiến triều mơ. Thế trọn nơi không thể mờ bay, đầu làng đã trao anh rồi, đi làm gì hòa tình với nhi. Mùi yêu huynh chứ không phải Long Nhi à? Đời sớm tuyết chung kề bên lá. Tâm ơi, nghe tiếng yêu của nàng huynh với nhà buồn than, nhưng định mệnh trái ngang vẫn buộc ràng đeo đằng. Chỉ còn ba trăng huynh dương vào gánh nặng, chấp nhận lời mái mía cười chê mất hẳn đạo nghĩa kiên bằng. Lời công chủ Di Hoa nhắn nhủ với huynh rằng, thân phụ Tiểu Long Nhi lòng ác gian sát hại, cha mẹ huynh đi trần bà thay thế dài nuôi. 20 năm oán hận không vui, thầm nhắc nhở Tuyết huynh dù ngược xuôi cần trọn hiếu. Lời chân thành mong Tâm Lan thấu hiểu, đành nghĩa đoạn tình ly cam chịu tiếng chê cười. Trời ơi, ân tình sớm trôi theo dòng, vừa trao tiếng lòng hết trong mộng mới vô hận thù. Niềm yêu quỳnh vẹn như những con nghĩa nhân, ân Tiểu Long Nhi cứu người Tâm Lan tồn sẵn.
Long Nhi chân thành tuy Quỳnh làm sao bối xóa. Tâm tư tơi bời có ai yêu dùng mình không? Tuyết Quỳnh ơi em quỳ trang lại Tuyết Quỳnh cho Long Nhi buồn sống. Vì chàng giỏi võ công em sợ sẽ tan tành. Được, Long Nhi phải an lành gặp lại người thân lang mùi sẽ tròn ân phần. Tuyết Quỳnh dạng nghĩa mình sống đẹp lương tâm không sợ đời mai mía ba trăng tay ngộ kim bằng lìa bỏ chuyện cừu quan. Tuyết Quỳnh nghĩa là Quỳnh không giao đấu với Long Nhi. Phải giao đấu chứ, trong trận thu hùng sẽ có kẻ còn người mất. Quỳnh giỏi võ công phần thắng sẽ về tay. Trời ơi, nhưng Lan Muội hãy yên tâm, Quỳnh sẽ không giết Tiểu Long Nhi đâu. Quỳnh không giết Tiểu Long Nhi thì Tuyết Quỳnh sẽ không. Không thể như thế được. Không thể. Em ngào nhìn con đoàn trường lòng xóm, người buông đầu nón vui xong ly tình, ngàn thù dinh cách lời khuyên sơn tuyết mùi sầu mong qua đắng cay. Hiền đức nhân lành mai sao sáng danh ước mơ công thành vui tròn tuổi xanh. Ghi ân người khuyên ca bao tháng dài bi tha, sống thân lìa dương gian theo ta truy kiếm ra nguy hùng, biên giới truy cô nương đưa Tiểu Long Nhi theo cùng. Đôi sông hùng hợp nhau qua dải di âm ma công. Tuân lời ba ba. Đời tình tu các người cả ba người sẽ giàu âm phủ thiên son cấp hết quá về không thể não đề ê chè đi chúng ta chết hay còn nào xa thì chỉ tiếc rằng không moi tim não ốc trong liền lát la gan cân phản phúc quỷ hùng tham vọng đất nước công việc cộng hầu chung định. Đừng giận mày, đừng giận ma, đừng giận ma ma. Gia nô hại chú gia, do bán sang giàu. Chửi nó, làm bao kẻ nghẹn ngào. Mi không thể bình an, quân ác phải chốt đời xa lắm trần gian. Ai? Giang tiêu hiệp lớp tiếng trừng trị đứa phản loạn. Cha mi là kẻ tham tàn làm băng hoại võ lâm. Đau mà tôi thấy đau đó. Gạt người tù kéo thêm đi, rồi sẽ cả thi nơi tuyệt cốc. Từ tam vị tinh tu xong, ta sẽ tìm tất cả tận diệt hết. Rồi ta chính là ba chủ võ lâm. Hai tuyệt cốc này là một chuông tên phản loạn phiên đại hiệp. Phải ngày này tương giao hắn mi không
là hàng gia nô nớ đoan tâm với chủ gia. Hôm nay ta tìm ngươi mà ta quan thời gian sinh suy ngô thắng thương vì mi tham gian đây bất lương. Cầm nên cầm mồm đầy nguy hình chẳng được sức người ai tìm vào đâu. Ngày xưa ta tài cô kém mi giờ nhìn xem gì âm má công. Đừng hòng que quang số mi xa thế gian trừ phường tham lam khắp gió lòng mới an. Vì qua cũng từng lấy lừng vàng tiên tài ba đâu cần thi thố nhau chờ mà công cùng nhau đối đau. Vàng thao không lầm đưa lũ mày quá là chó mèo chớ đeo bồng la xuống. Gặp tài ông thì mi trắng phong giờ quanh tay giờ âm chí công được. Chúng ta cùng giao đấu hả? Tiểu Long Nhi, Hoa Sơn Tuyết, hãy sử dụng sông hồn kỳ hiệp. Hoa Sơn Tuyết đã đúng hẹn ba trăm. Ngày mai con và Tiểu Long Nhi quyết đấu. Di qua cung chủ, tôi xin nói thăm rồi ngày mai chưa cam lòng. Hãy cho biết qua thân thế cớ gì bà xuôi Sơn Tuyết với tôi nực cười vô cùng. Nên giờ ngày mai anh dương rừng hồng mi tan giấc mơ sẽ dương đào lòng. Chính ta đợi chờ ngày mai giá chân chanh ta đôi bên biết nhau thiếu nhân lệ nhòa. Tuyết Nhi vang xin cung chủ đến ngày đền ơn công ta giúp vui mọi điều vuông tròn. Dập dồn tương lai đắng cay. Ngày hôm nay là đèn hoa pháo đỏ rượu dân đầy chúc phú tân hôn mở ngõ đợi thương phùng. Gió lạnh lùng thổi nhẹ đón dần dương thuộc nữ biệt anh hùng. Nồng mặn nghĩa thủy chung dù dây dùng trong cái chết tan hết chuyện tranh thù liệu kết nợ cừu quan. Chừng đó tình Sơn Tuyết với Tâm Lan miên diện chẳng mờ tan dù phủ ngàn giông bao. Lời hứa với Tâm Lan Tiểu Long Nhi an hào
ta lỗi với hiền thế huynh lỗi đạo làm chồng. Làm ta sôi máu
giết chết em tôi rồi. Tiểu Long Nhi đây. Ôi đau xót buồn thảm, em ơi thứ tan hiền, do ai nỡ gây ưu phiền. Lầm tình nào hay cam giữ quan thiên, hận bà muôn thu. Tiểu Long Nhi nên chờ, thà liều thân sống theo chung ngộ qua. Khoan! Không nên liều cặp kia đôi đàn sẽ qua tai nạn. Thù túc vui cầu trùng Đồng Phiền. Người nói như thế nghĩa là sao? Nghĩa là Tiểu Long Nhi không chết. Vô lý. Các người chớ cùng đường rồi bịa đặt. Ta đã bắt mạch rõ ràng, Long Nhi đã xa lánh trần gian. Bà quá tham tàn, biết một chẳng biết hai. Có thuốc của Thủy Quang cho Long Nhi uống vào, động mạch đều tắc nghẽn. Để chờ đợi nhìn bà quất nghẽn, nói rõ thân thế của mình, ta sống lại cười chơi. Tiểu Long Nhi hiền đệ, hiền đệ. Hoa Sơn Tuyết ca ca. Hiền đệ ca ca. Không, không, không thể như thế được. Tại sao lại không được? Tôi và bà dưỡng nuôi hai đứa, khi giao tiếp giang hồ đối diện Hoa Sơn Tuyết, tôi đã hiểu rõ ràng chúng là huyết thống đệ huynh. Nhưng đành nén giả lặng thinh, vì sợ bà thủ tiêu Sơn Quyết. Chờ đến ngày giao đấu do bà đương quyết, chúng sẽ tận tường thân thế cùng nhau. Bà còn nhớ câu nói của tôi, ngày đó chẳng xa đâu. Nếu như bà thất bại, nhân nghĩa sẽ thắng bảo quyền. Chờ ai đúng rồi bị phủ bạc mà sai sao? Không, không, chị Hoa công chủ đến ngày tang